Chào mừng các con đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con ôn tập giữa học kỳ 1, tiết thứ 2, trang 59 và 60 thuộc sách giáo khoa tiếng Việt 3 bộ cánh diều nhé. Vậy thì với tiết học đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu hai nội dung, đó là đánh giá kỹ năng đọc và bài tập luyện tập. Tương tự như vậy, với tiết thứ 2 này, chúng ta sẽ cùng đến với đánh giá kỹ năng đọc và phần đọc hiểu, đọc văn bản và thực hiện trả lời các câu hỏi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tiến đến với phần đầu tiên, đó là đánh giá kỹ năng đọc. Và tương tự như buổi học ở phía trước, với phần đánh giá kỹ năng đọc này, các con sẽ được đánh giá kỹ năng đọc thành tiếng cũng như là khả năng học thuộc lòng những bài thơ. Và lưu ý rằng, các con sẽ thực hành đọc thành tiếng với những văn bản có từ 60 đến 65 tiếng và học thuộc lòng các đoạn thơ hoặc các bài thơ mà chúng ta đã từng được học trong 4 tuần học ở phía trước. Và ở đây, cô sẽ đưa ra cho các con một số gợi ý để các con có thể thực hiện thật tốt phần đánh giá kỹ năng đọc. Các con sẽ chủ động luyện tập kỹ khả năng đọc cũng như là học thuộc lòng các phần đoạn thơ hoặc bài thơ các con nhé. Và các con cũng cần phải chú ý đọc thật to, rõ ràng và mạch lạc, ngắt nghỉ đúng chỗ từng câu hoặc từng đoạn văn bản với nhau. Và cuối cùng, với những phần văn bản có chia nhân vật, các con cần phải thể hiện được đúng tâm trạng cũng như là giọng điệu của nhân vật. Và với các bài thơ, các con cần phải đọc thật là diễn cảm các con nhé. Cô hy vọng rằng với những gợi dẫn trên, các con có thể thực hiện tốt phần đánh giá kỹ năng đọc của mình. Cô sẽ dành cho các con khoảng thời gian ngắn chừng vài phút để các con luyện tập kỹ năng đọc cũng như là ôn tập lại phần học thuộc đoạn thơ hoặc bài thơ các con nhé. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Vậy bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau chuyển tiếp sang phần đọc hiểu, đọc và trả lời câu hỏi bài thơ Ngày Em Vào Đội. Các con của cô, các con có biết đội ở đây là gì không? À, chính xác rồi đấy các con ạ. Đội ở đây chính là viết tắt của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Và cô tin rằng ước mơ được vào đội chính là một trong những ước mơ cháy bỏng nhất của các con vào độ tuổi này. Bởi vậy mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những tâm trạng náo nức của người bạn nhỏ trong bài thơ Ngày Em Vào Đội. Các con hãy cùng cô hướng mắt lên màn hình và lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ Ngày Em Vào Đội của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chị đã qua tuổi đoàn, em hôm nay vào đội, màu khăn đỏ dắt em bước qua thời thơ dại. Màu khăn tuổi thiếu niên, suốt đời tươi thắm mãi, như lời ru vời vợi, chẳng bao giờ cách xa. Này em, mở cửa ra, một trời xanh vẫn đợi, cái muồm là tiếng gọi, mặt biển và dòng sông. Nắng vườn trưa mênh mông, bướm bay như lời hát, con tàu là đất nước, đưa ta tới bến xa. Những ngày chị đi qua, những ngày em đang tới, khao khát lại bắt đầu, từ màu khăn đỏ chói. Đây là bài thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Cô cảm ơn các con đã lắng nghe. Vậy bây giờ, trước khi chúng ta tiến đến với phần đọc và trả lời câu hỏi, cô trò mình hãy cùng nhau đi giải nghĩa một số từ vựng khó nhé. Từ vựng khó đầu tiên mà như cô đã chia sẻ ở đầu buổi học, đó là đội. Đội chính là tên gọi tắt của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Và cô tin rằng các con của cô đều đã biết sơ qua về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh rồi phải không nào? Vậy thì đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở đây có những thông tin gì quan trọng? Các con hãy chia sẻ cho cô cùng biết nhé! Cô cảm ơn các con rất nhiều. Ở đây, cô đã nhận được một vài lời chia sẻ đến từ một số bạn học sinh rồi đấy. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hay được gọi ngắn gọn là đội, là một tổ chức cộng sản dành cho thiếu niên nhi đồng và được Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay chúng ta vẫn gọi là Bác Hồ kính yêu, cùng Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1941 ở thôn Nà Mạ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Và một trong những khẩu hiệu quen thuộc của đội mà có lẽ chúng ta đã được nghe thấy đó là: Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Và một trong những thành viên đầu tiên của đội đó chính là anh Nông Văn Dền, mà với bí danh các con đã từng được nghe thấy đó chính là anh Kim Đồng. Như vậy trên đây chính là một số thông tin cơ bản liên quan đến đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Và tổ chức thứ hai đó chính là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mà vẫn thường được gọi tắt đó là Đoàn. Từ vựng khó tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau đi giải nghĩa đó là lời ru vời vợi. Lời ru vời vợi ở đây tức là lời ru vang xa và chứa chan tình yêu thương. Từ vựng khó cuối cùng đó là khao khát. Khao khát ở đây đó chính là mong muốn tha thiết đấy các con ạ. Như vậy chúng ta đã vừa giải thích được toàn bộ 4 từ khó xuất hiện trong bài thơ Ngày Em Vào Đội của nhà thơ Xuân Quỳnh rồi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chuyển tiếp sang nội dung tiếp theo, đó là đọc và trả lời câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên cô đưa ra cho các con đó là: bài thơ là lời của ai, nói với ai và nhân dịp gì vậy? Các con hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án cho cô nhé. À, vô cùng chính xác rồi đấy các con ạ. Các con vô cùng nhanh chóng. Bài thơ ở đây là lời của chị nói với em nhân dịp người em được kết nạp đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là câu hỏi không hề làm khó các con chút nào phải không? Tiếp tục câu hỏi thứ hai. Em hiểu hai dòng thơ màu khăn đỏ dắt em bước qua thời thơ dại như thế nào? Các con hãy lựa chọn ý đúng. Ý A, màu đỏ của chiếc khăn quàng sẽ giúp em khôn lớn. Ý B, chiếc khăn quàng đỏ sẽ giúp em bước qua thời thơ dại. Và ý C, lễ kết nạp đội đánh dấu bước trưởng thành của em. Các con sẽ lựa chọn ý nào trong 3 ý trên? Cô cảm ơn các con rất nhiều. Ở đây, chúng ta sẽ lựa chọn đáp án C các con nhé. Đó là lễ kết nạp đội đánh dấu bước trưởng thành của em. Ở đây, màu khăn đỏ dắt em, tức là ý chỉ lễ kết nạp đội. Ở đây, lễ kết nạp đội chính là lễ đã đánh dấu bước trưởng thành của người em, chứ không phải là màu khăn đỏ của khăn quàng giúp em khôn lớn đâu các con nhé. Chúng ta cần phải thật tinh ý để có thể lựa chọn được đáp án đúng. Nhiệm vụ thứ ba của các con đó là các con hãy tìm những hình ảnh đẹp gợi tả tương lai ở khổ thứ ba và khổ thứ tư. Chúng ta biết rằng bài thơ Ngày Em Vào Đội đã cho ta thấy được sự trưởng thành của người em trai và lễ kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành để người em trai nhỏ có thể bước chân đến với bến bờ của tương lai. Và khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư chính là hai khổ thơ đã ghi dấu lại những hình ảnh đẹp gợi tả tương lai ấy. Các con hãy theo dõi vào trong sách giáo khoa của mình và tìm ra giúp cô nhé. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy, những câu thơ mà chúng ta có thể thấy được là: Này em, mở cửa ra, một trời xanh vẫn đợi. Tiếng buồm là tiếng gọi, mặt biển và cửa sông. Và với khổ thơ thứ tư thì tương lai được gửi gắm qua hình ảnh của con tàu. Con tàu là đất nước, đưa ta tới bến xa. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với yêu cầu thứ tư. Các con hiểu hai dòng thơ cuối bài như thế nào? Hãy lựa chọn ý đúng. Ý A, người chị tin là em đang có những ước mơ đẹp khi trở thành đội viên. Ý B, người chị chúc em có những ước mơ đẹp khi trở thành đội viên. Và ý C, người chị căn dặn em thực hiện những ước mơ đẹp khi trở thành đội viên. Vậy các con sẽ lựa chọn đáp án nào? À, cô đã nhận được đáp án đến từ phía các con rồi đấy. Đáp án chính xác ở đây chính là đáp án A. Người chị tin là em đang có những ước mơ đẹp khi trở thành đội viên. Đáp án này đúng rồi các con ạ. Đây tuy là một câu hỏi tương đối khó, nhưng các con đã trả lời hoàn toàn chính xác rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với yêu cầu cuối cùng. Đó là các con thích hình ảnh so sánh nào trong bài thơ và vì sao lại như vậy? Các con sẽ chia sẻ lý do cho cô và các bạn cùng biết nhé. Thank you.
Cô cảm ơn các con rất nhiều. Ở đây cô đã nhận được một đáp án đến từ phía một bạn học sinh rồi. Bạn chia sẻ với cô rằng em thích hình ảnh so sánh con tàu là đất nước đưa ta tới bến xa vì hình ảnh này chứa đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước. Cô cảm ơn con rất nhiều. Và bên cạnh đáp án đến từ bạn học sinh này, cô cũng mong muốn nhận được nhiều thêm những lời chia sẻ đến từ các con. Vậy là cô và các con đã học xong bài ôn tập giữa kỳ 1, tiết 2, sách giáo khoa tiếng Việt 3 bộ cánh diều rồi. Các con hãy truy cập vào trang lời giải hay để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các con học tốt và hẹn gặp lại các con trong các video bài giảng tiếp theo.